Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các bạn, tôi là Luật sư Vlog. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 năm 2020, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao sẽ mở phiên tòa giám đốc thẩm xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải, 35 tuổi, quê ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, bị kết án tử về tội sát hại và cướp tài sản người khác vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 tại Bưu điện Cầu Voi. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình dự kiến ngồi ghế chủ tọa. Dựa vào kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và hàng loạt chứng cứ mà luật sư của Hải cùng gia đình đã chỉ ra để kêu oan suốt 12 năm qua, có thể thấy rằng vụ án này còn nhiều điểm cần được xem xét thận trọng tại phiên tòa giám đốc thẩm. Chúng ta cùng nhau, cùng với kênh Luật sư Vlog trao đổi qua 4 điểm khuất tất cần làm rõ cùng các bài viết và phân tích của nhà báo Hoài Tham sau đây. Theo cáo trạng và cáo buộc, trong hồ sơ vụ án, sau khi cắt cổ hai nạn nhân là H và V, Hồ Duy Hải ra nhà tắm mở vòi nước rửa tay, rửa dao cho sạch máu. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường thu giữ một số dấu vết, đường vân tay ở mặt trong của kính, trên cánh cửa sau và trên nắm tay mở vòi nước lavabo. Tuy nhiên, kết luận giám định ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An xác định dấu vân tay của cả 10 ngón tay của Hồ Duy Hải không trùng khớp với các dấu vân tay thu tại hiện trường. Mặc dù vậy, kết quả giám định này đã bị rút ra khỏi hồ sơ vụ án. Tòa sơ thẩm cho rằng vết máu thu giữ tại hiện trường khi giám định không phải là của bị cáo, song các thiếu sót trên không lớn, đặc biệt là vết máu thu không đủ lượng, thời gian để kéo dài nên không xác định được dấu vết vân tay. Thứ hai, nhân chứng có nhìn thấy Hồ Duy Hải thực hiện hành vi hay không? Cáo trạng vụ án đã ghi, nhân chứng Đinh Vũ Thường phát hiện thấy Hồ Duy Hải ngồi trong bưu cục lúc gây án. Tuy nhiên, khi xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, tòa án đã không triệu tập nhân chứng này. Trong khi đó, biên bản ghi lời khai, nhân chứng Thường chỉ khai nhìn thấy một thanh niên và không thể nhận diện được. Luật sư Lê Hồng Phong, người bào chữa cho Hồ Duy Hải, đã trực tiếp đi tìm và gặp Đinh Vũ Thường vào ngày 7 tháng 12 năm 2011. Thường cho biết, anh không được tòa án triệu tập tham dự phiên tòa, đặc biệt anh này khẳng định không nhìn thấy Hồ Duy Hải tại bưu cục Cầu Voi. Từ những thông tin trên, anh Đinh Vũ Thường đồng ý viết một tờ giấy xác nhận có nội dung: tôi xác định chiếc xe tôi nhìn thấy tại bưu điện Cầu Voi vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 là loại xe rim cao. Tòa án không mời tôi tham dự phiên tòa. Tôi không khẳng định nhận dạng được người thanh niên mà tôi thấy vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 tại bưu điện Cầu Voi. Thứ ba, vật chứng vụ án được mua ở chợ. Theo cáo buộc, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1 năm 2008, Hải dùng thớt đánh vào mặt, dùng dao sát hại nạn nhân H, dùng ghế bằng inox, dao sát hại nạn nhân V. Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã ghi nhận, chụp ảnh những vật chứng này nhưng không được thu giữ để truy nguyên nhân sự việc. Và sau đó, cơ quan điều tra có động thái cho những người mua mới những vật chứng để bổ sung đưa vào vụ án. Căn cứ vào lời khai của những người dọn dẹp hiện trường là ông Nguyễn Văn Thu, Võ Văn Hùng, Nguyễn Văn Vàng, Nguyễn Ngọc Tuấn, ngày 14 tháng 1 năm 2008, trong lúc tham gia dọn dẹp hiện trường, họ đã phát hiện ra một con dao rất mới và sạch, không có dấu vết, được đút vào sau tấm bảng treo đối diện cầu thang nhà bếp, gần chỗ hai nạn nhân bị sát hại. Sự việc được báo cho công an xã và huyện, nhưng công an bảo rằng chắc không có gì đâu, bỏ đi. Vì vậy, họ đã dùng con dao đó để cạo vết máu còn dính trên nền gạch, rồi đem dao đi đốt bỏ. Hôm sau, công an cho tìm lại con dao này nhưng không thấy, kể cả phần lưỡi con dao bằng kim loại. Theo hồ sơ vụ án, khi được cơ quan điều tra yêu cầu, ông Nguyễn Văn Thu ra chợ mua một con dao khác để thay vào. Ông này khẳng định, tôi xác định con dao này là do tôi mua, giao nộp cho công an. Tương tự, tấm thớt được cho là vật chứng mà Hồ Duy Hải dùng để đập vào đầu nạn nhân H cũng không được thu giữ khi khám nghiệm hiện trường. Hơn 5 tháng sau, ngày 24 tháng 6 năm 2008, Lê Thị Thu Hiếu, bạn của hai nạn nhân, đi mua một tấm gỗ khác về nộp cho cơ quan điều tra để làm vật mô phỏng. Bên cạnh đó, theo kháng nghị của Viện Kiểm sát tối cao, đối với chiếc ghế xếp bằng inox, Hải khai rằng dùng đập vào đầu nạn nhân V. Biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận số ghế có mã số là HBN2447052, nhưng thời điểm đó cơ quan cảnh sát điều tra cũng không thu giữ vật chứng này. Mãi hơn 2 tháng sau, công an thu giữ một chiếc ghế xếp inox hiệu Hòa Phát có mã số hoàn toàn khác, đó chính là HBM2447052. Nếu đúng, những vật chứng của vụ án này được mua từ chợ để bổ sung vào thì căn cứ để xác định Hồ Duy Hải là hung thủ hay không, việc tắc trách trong điều tra thuộc về những ai. Thứ tư, Hồ Duy Hải có phải là nghi phạm duy nhất hay không? Một người tên là Nghị đã từng được Công an tỉnh Long An triệu tập vào chiều ngày 14 tháng 1 năm 2008 để làm rõ mối quan hệ với nạn nhân H.
Theo lời kể của một số nhân chứng tại khu vực bưu điện Cầu Voi, đêm ngày 13 tháng 1, họ thấy Nghị có mặt tại bưu điện, nhưng sau đó rời đi lúc nào không rõ. Luật sư Trần Hồng Phong cho biết, tên Nguyễn Văn Nghị và một người tên là Nguyễn My Son có trong biên bản lời khai ngày 14 tháng 3 năm 2008 của C, bạn của nạn nhân V. Theo đó, khi được hỏi về bạn bè của hai nạn nhân, anh C trình bày, đối với V chỉ có tôi, ngoài ra tôi không biết. Đối với H, tôi biết có Son và Nghị. Cũng trong hồ sơ vụ án, nhân chứng TH, bạn của hai nạn nhân trình bày, Son thường ghé thăm H vào buổi tối và đều ngủ lại. Khi Son ở lại thì Son và H ngủ trên lầu 1. Cũng trong hồ sơ vụ án, Nguyễn My Son có vai trò là nhân chứng, được cơ quan điều tra cho nhận dạng qua ảnh một số tài sản đeo trên người của H. Biên bản nhận dạng được lập sau khi bắt và tạm giam Hồ Duy Hải. Tuy nhiên, cả Nghị và Son được cơ quan điều tra cho về, toàn bộ thông tin của hai người này sau đó được rút ra khỏi hồ sơ vụ án. Luật sư Phong cho biết, trong hồ sơ không hề có bản khai nào của Nghị và Son trước khi Hồ Duy Hải bị bắt. Đồng thời, cũng không thấy có việc giám định dấu vân tay của hai nghi can này có trùng với vết máu, dấu vân tay thu giữ tại hiện trường hay không. 12 năm của Hồ Duy Hải ở lao tù, nay bản án của Hồ Duy Hải đã được lật lại nên các chi tiết trong vụ án cần được xem xét một cách thấu đáo toàn diện để làm rõ. Nếu quan sai, phải trả lại tự do và bồi thường. Nếu đúng người, đúng tội thì phải thực hiện nghiêm túc đúng theo quy định của pháp luật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Luật sư Vlog. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.